Oh, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là thứ tư trong tuần. Hôm nay Thu Dương đi làm về và giờ này mới về tới. Bây giờ tranh thủ mời cả nhà cùng với Thu Dương đi đến tiệm mua đồ câu. Ở cái tiệm đồ câu đó tên là Bass Pro Shop. Tại vì hôm nay giữa tuần mà đi trong giờ này thì ít người đi mua sắm, tại vì trong cái ngày hôm nay là cái ngày mà ở trong tỉnh Ontario mà Thu đang ở đó đã bị lockdown rồi. Vậy tại vì có nhiều người bị bệnh COVID-19 lây lan rất là nhiều. Thu Dương đang ở cái tỉnh Ontario. Hôm nay mình mới nghe đài nói rằng 3 tuần tới đây, bắt đầu ngày mai là 3 tuần tới sẽ lockdown và mọi người không được đi ra khỏi nhà, trừ ra đi làm, đi mua đồ ăn, những cái chuyện cần thiết lắm mới được đi ra ngoài. Còn không, nếu chúng ta đi ra ngoài thì gặp cảnh sát hỏi thì dễ bị khó khăn lắm. Cho nên buổi chiều hôm nay đi làm về, Thư Dương tranh thủ đi đến tiệm mua đồ câu, mục đích là để quay video cho quý bạn cho em, và cũng mua một vài đồ lưỡi câu, dây câu để chuẩn bị cho những tình tới. Đây đây là cái tiệm Bass Pro Shop. Mình đang trên đường đi vô Bass Pro Shop đây. Quý bạn cho em thấy rằng đây là trên đường Bass Pro Shop. Thu sẽ vô mua một vài món đồ ở cái tiệm câu để chuẩn bị đi câu nha quý bạn cho em. Có người ngồi đây. Hi, em gửi thăm bao nhiêu? Thank you. Tại vì hiện bây giờ tỉnh mình đang bị mùa dịch, hiện bây giờ nó đang bị dịch và lockdown, bị khóa, cho nên ai đi vô trong đây cũng phải bịt khẩu trang hết. Đây là cái suất để rửa tay đây. Rồi mình rửa tay vô thì mình bước vô trong tiệm này, thì chúng ta đi qua phía bên phải. Bên phải thì chúng ta sẽ thấy nó có bán tàu câu cá ở tại đây. Đây, tàu câu cá ở đây. Rất là nhiều tàu. Tàu câu cá này là một chiếc này là 41.961 đô Canada. Chiếc này đã bán rồi. Đây, để show. Chiếc này là chiếc này đây. Chiếc này đã bán rồi. Con này, chiếc này là chiếc câu cá bass. Đây tàu, trong bán rồi shop bán tàu. Khi chúng ta vừa bước vô trong tiệm, chúng ta đi qua phía bên phải thì chúng ta thấy có bán tàu. Nếu mà chúng ta đi thẳng tới thì có bán gần và thấy bán tàu không? Chiếc này 28.012 đồng chiếc này. Chiếc này hiệu là Tracker, máy hiệu Mercury. Chiếc này được có 2 ghế, 4 ghế. Cái ghế phía trước này hôm nay Thu Dương dẫn với bạn cho em đi mua đồ câu, đi shop mua đồ câu nha quý bạn chị em. Thấy tàu ha, tàu rất là đẹp. Chiếc tàu như vậy mà 52.000 là quý bà anh chị em, giá 52.000. Đây, tàu này 52.000. 52.000 đô Canada đó nha quý bà anh chị em. Có 3 cái ghế ngồi, một cái gối ngồi ở đây, cái máy Mercury. Máy đó chạy lẹ lắm đó quý bà xem.
Đây là có cái máy để control chiếc tàu đứng ở một chỗ, cái điều khiển chiếc tàu đó quý bạn xem. Chiếc này quý bạn xem biết là bao nhiêu không? Chiếc này là 98.000 đó quý bạn xem. Đây 98.431 đô. Bạn xem thấy tàu không? Tàu hiệu Nitro ZP20. Có máy đây, máy Mercury Pro. Và máy này là máy tốt. Có máy nhỏ đây là 15 horsepower. Cái máy này là 300 horsepower. Máy này chạy dữ lắm đó, quý bạn xem. Chạy dưới sông mà nó chạy giống như xe hơi chạy trên bờ đó. Thôi bây giờ mình đi kiếm đồ mình mua. Tại vì sợ 3 tuần nữa nó bắt đầu ngày mai nó sẽ lóc cao nữa, nó sẽ phá cửa nữa trong 3 tuần tới. Hôm nay là mấy tây? Hôm nay là 7 tây tháng 3. 7 tây tháng 4. Hôm nay là 7 tây tháng 4 2021. Cho nên tại vì Ontario hiện bây giờ tỉnh bang này mình đang ở nó bị lóc đào, tại vì nhiều người bị bệnh quá. Hôm nay Thư Dương đi đến đây mục đích là để mua cái nail. Đây là nail, mua cái nail để nail tàu. Cái nail này giá 31 đồng. Thấy nó bỏ, nó đang sale đây, định xuống mua bán hết. Ba mấy đồng là được rồi. Cái nail này là 10 pound. Đây nó bán những cái chân để cắm cần câu để trôi lên. Thấy cần câu. Mình đến đây để mình mua dây gân nha quý bạn chị em. Chuẩn bị đi câu cá để quay những cái video clip bỏ lên cho quý bạn chị em. Mình cần mua cái dây bự một chút, tại vì mình định đi câu mấy con cá bông lau ở Canada cho quý bạn xem. Thì dây khoảng 14 phao là được. 14 phao là được. Dây 14 phao. 14 phao mà chỉ có 183 mét là nó bán 20 đồng. Trên đây 10 phao nó bán 22 đồng. Không biết nước nào làm đây. Hãy coi coi đất nước nào làm. Đồ của Trung Quốc thì mình không có mua đâu, tại vì nó không có, không có tốt. Nắp in cho bên là quý mời anh xem. Đây, cái này là của Nhật sản xuất. Của Nhật là mình mua được. Thư Dương là hoàn toàn thích xài đồ câu của Nhật Bản sản xuất. Nhật Bản sản xuất là
đồ câu rất là tuyệt vời, cái ổ câu cũng như đồ của Nhật Bản có ổ câu cũng như lưỡi câu rất là tuyệt vời. Mình xài có mấy cái ổ câu của Nhật Bản đó quý bạn xem, rất là tuyệt vời, dính cá lớn mà mình quay rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mình vô hàng lưỡi nha quý bạn xem, đây là hàng lưỡi câu, có nhiều loại lưỡi câu khác nhau. Còn ở trên đây là vợt để vớt cá, vợt có nhiều loại vợt khác nhau. Thấy vợt ở hai bên, mình cũng có cây vợt nó đã tắt rồi, hồi mình lại mua cái lưới. Bây giờ mình là chọn kiếm cái lưỡi câu, mục đích là mình câu cá bông lau kỳ này cho quý bạn chị em thấy cá bông lau ở Canada như thế nào. Thì mình sẽ mua cái lưỡi để câu cá bông lau, mình không cần phải mua lưỡi mắc lắm đâu. Lưỡi ở đây số 8 hay số 1, số 1 size cỡ số 1 là 8 lưỡi, nó bán 5 đồng 99 đô. Yeah, số 1. Cái này là để câu ở cá lăng. Tiếng Việt bên đây ta thường gọi là cá lăng hoặc là cá bông lau. Lưỡi này số 1 cũng hơi lớn, mình mua số 2 thì nó nhỏ hơn một chút. Số 6. Mua lưỡi câu có nhiều loại cũng khó chọn lắm quý bà anh chị. Câu này là lưỡi số 4, 10 lưỡi nhỏ. Này lưỡi số 9, lưỡi số 1 và hiệu khác. Cái này có 9 lưỡi, cái loại này có 9 lưỡi quý vị. Nếu mình mua rẻ như vậy thì nó mắc. Nếu mình mua kiểu này, size số 6, 100 lưỡi, 8 đồng 79, 8 đô 79. Lưỡi này thì để câu cá lăng cũng được, cái hiệu Eagle. Nếu mà chúng ta mua cái loại Eagle này thì nó cũng bén, nhưng mà cái lưỡi của nó không cứng bằng Mustang, cái hiệu Mustang nó cứng với bạn chè. Để thôi cho ta cái tiền Mustang. Cái đó là hiệu Eagle. Đây, hiệu Mustang. Hiệu Mustang này nó cũng bén mà nó cứng hơn cái loại của thằng Eagle. Nhưng khi mình vô đây mà mình mua đồ câu á, khi mình không hiểu mình vô mình thấy như cái rừng câu vậy. Tại vì con cá lăng hay là con cá bông lau nó không có ngại lưỡi thôi, lưỡi bự lưỡi nhỏ gì nó cũng dính hết đó quý bạn xem. Thế mình mua lưỡi rẻ rẻ được rồi, cái này là một 100 lưỡi tháng 11 đồng, mình mua cái này rẻ để dành câu thường. Ở đây cũng được, câu cá này chỉ cần rẻ tiền cũng câu được. Mình trả lại cái bao này, cái này để mình câu những cá khác. Trả lại
số 1. Bây giờ mình còn mua gì nữa, mua gân, cái nail rồi, mua lưỡi rồi, mua gân rồi. Coi như là mình đã có đủ, mình thấy là mình cũng có đủ. Ở đây, thế là mình coi cái chỗ lúc trước mình mua cái... cái này không thấy nó bán nữa. Chỗ đây họ bán con câu ở nước ngoài trên thấy con câu nhiều. Ghé mình coi mấy cái mồi giả, mình cũng thích, mình xài mồi giả nhiều lắm biết bạn chưa. Tới mùa thu thì với bạn chưa sẽ xem mình câu mấy cái mồi giả. Đây là mấy cái mồi giả tới 7 đồng một con. Đây là 4 đồng. Các bạn xem thấy bên Canada hàng đồ này để câu cá bass, cá bít cờ rộ. Thấy quý bạn em thấy bên đây nó tìm câu, nó bán đồ câu nhớ không? Mình chỉ đi là một phần nhỏ thôi đó. Rồi cần câu, nó câu, thấy cần câu nhiều. Trong cái mùa dịch này người ta cũng ít đi shopping. Ở chỗ đây gọi là fishing. Rồi trung tâm chỗ để bán những cái ổ câu và cần câu. Vô đây mà ai mê đồ câu vô đây đứng đi mấy tiếng đồng hồ luôn đó các bạn, chứ đi hoài không chịu ra đó. Mình đến đây mình cần những cái gì mình mua thì mình mua thôi, chứ mà nếu mà mình có gì mà mình cũng muốn mua đó các bạn chứ không có đủ tiền để mà mua. Đồ ở bên đây nó cũng mắc. Bây giờ dẫn ông bạn cho em đến cái chỗ trong cái tiệm bán đồ câu này. Trong cái tiệm bán đồ câu này nó có cái hồ, nó nuôi cá. Có tới giờ thì nó sẽ câu cá cho người ta biết cái chỗ, người ta biết cái kỹ thuật câu cá như thế nào. Bây giờ Thu Dương sẽ dẫn ông bạn cho em đến cái hồ ở trong cái tiệm này. Hồ ở trong cái tiệm hồ nuôi cá. Đây trước mặt mình là cái hồ. Đó, với bà anh chị em thấy không? Có những cái dời nó đem tay nó cho cá ăn và nó câu cá, nó chỉ cho người ta cái kỹ thuật để câu cá. Đây những con cá bass, cá bass xanh, cá bass nhỏ nhỏ đó, đây là con bass. Đây có bass bơi, chúng ta xem thấy cá bass bơi ha. Cái này thì thấy cá bass nhiều. Không thấy cá bích rồi. Này cá bass nhiều. Cái hồ ở trong cái mò. Anh lấy là những bạn chưa? Mấy đứa nhỏ đi đến đây thì rất là thích. Ở trong cái tiệm này này nó bán cá, đồ câu cá, nhưng rồi nó cũng có bán đồ để đi săn nữa các bạn chưa. Ở trong này thì nó có bán những cái lò
để barbecue, lò nướng, lò nấu, đủ loại lò để cho người ta camping. Người ta làm camping là để đi cắm trại với bên đoàn chà. Nhiều lò. Nếu mà giới thiệu kỹ càng cho biến bàn cho em là cá tiếng đồng hồ cũng không giới thiệu nổi hết. Đây là tới những cái gian hàng mà để săn bắn, những người đi săn, săn vịt trời, săn nai, cung để bán. Đây là cung, cung để bắn nai, bắn vịt trời. Có nhiều người bắn cung rất là giỏi. Ở mình thấy những ở trên tường có những cái hình của con nai nhiều loại khác nhau. Đây là ngõ. Đây là cái gian hàng để bán ngõ. Trong đây thì nó có bán quần áo để mặc đi săn. Đây là những cái con hình ảnh để cho nó mua, nó để nuôi nhử mấy cái con gấu, con heo, con nai, gà lôi, đủ loại. Chúng ta thấy ở bên hông nó có cái chỗ để mở ra, nó gắn âm thanh để phát ra để nó giữ mấy con nai đến. Đây là cái khu vực ở trong cái tiệm này là để săn bắn. Đây là những cái dụng cụ để gắn, để có những cái tiếng kêu thâu sẵn mình để vô đây để nó nhử những cái con vật nào mà họ muốn săn bắn. Họ có những cái tiếng kêu rất là đúng, rất là chính xác. Ở đây thì nó có những cái con gà lôi giả. Khi ta muốn săn bắn gà lôi thì nó người ta mua, người ta để nó con gà lôi giả để mà nhử gà lôi đến để nó săn bắn. Rất là nhiều thứ. Và có những cái kèn để thổi cái tiếng kêu của con những gà lôi để nhử và gà lôi đến. Có những cái tiếng kêu, những cái kèn. Những người mà thích săn bắn thì vô đây cũng mê lắm. Đây là những cái lo để phát, để thâu và phát những âm thanh tiếng. Đây là vịt trời, ngỗng trời. Đây là những cái hình là những con ngỗng trời giả. Gồm có bao nhiêu con, 4 con. $200. Hôm nay thì $100. Ở đây nó cũng có bán ná để bắn nạn cung đó quý bạn cho em đây. Cái ná này $10. Giá 10 đô cái lá để bắn. Người Việt mình cũng thích bắn lá đó. Ở đây tay đây nó cũng có bắn lá nè. Đây. Lá cũng có nhiều loại khác nhau. Thế này 15. $15. Đây là nó có bán những cái viên bi. Viên bi để bắn lá. Chúng ta trên đây, đây tới khu vực có bán súng săn. Cái những loại súng này là bán săn. Mình thì không rành những loại súng lắm, nhưng mà mình thấy
Ở trong đây nó bán rất là nhiều loại súng săn dụng đó. Và ở đây nó có bán những cái ống dòm để mình có thể dòm. Đấy, súng bán rất là nhiều loại súng đó. Súng săn, có thể bán nai, bán gấu, bán... Hello, I'm good. How about you? Not busy today, eh? No, no. When do you want to? Thì nó bán súng ở đây quý bà anh chị em, thì nó có bán những cái bọc này để đựng súng đây. Rồi ở nhà đó nó cần phải bỏ những cái tủ như vậy, mua những tủ này là bỏ súng săn vô, bỏ đạn dược, bỏ đủ thứ. Phải có lốc, có khóa, nhiều khi để ở nhà mấy đứa nhỏ không biết để súng gì vậy đây. Mấy đứa nhỏ ở nhà không biết, nó lấy súng ra nó dập cho nổ chết luôn. Thì súng này là bắn chết người luôn ở dưới bàn trời. Bữa nay là thứ tư mình đi làm về, và mình chạy xuống đây để mua đồ câu, tại vì mình biết là ngày mai bắt đầu nó sẽ khóa cửa suốt 3 tuần tới, không được đi ra khỏi nhà. Nếu nhu cầu cần đi làm hoặc là đi mua thuốc thì chúng ta được đi ra, còn nếu không có chuyện gì chúng ta đi ra thì gặp cảnh sát sẽ hỏi. Cho nên và biết là bữa nay ít người đi chợ, cho nên Thu Dương muốn nhân cơ hội ít người đi chợ để quay cái cảnh này nó dễ hơn. Nếu mà đông người quá thì khó quay lắm quý bạn cha. Cho nên đây là chỉ là quay sơ thôi, nếu mà quay kỹ thì một tiếng đồng hồ là thôi. Bây giờ mình là đi ra để mình trả tiền mình về để chuẩn bị ăn cơm, sau đó xã ở nhà chờ mình nữa. Bây giờ là nơi cái chỗ để tính tiền đây, quầy tính tiền chỉ có một vài người sắp hàng thôi. Mình mua được những cái gì? Hôm nay mình mua được cái dẹp, lưỡi câu, dây cân, cái neo. Hôm nay mình mua được 4 món. Bây giờ mình ra tính tiền. Bây giờ phải đứng xa, những bạn trên thấy ai cũng phải đeo theo cái mask. Thôi để mình lại tính tiền nha những bạn trên. Chúng anh và cho em thấy cái tiệm đó. Tới xe rồi. Xong, dẫn quý bà anh chị em đã đi chợ xong thì bây giờ mình tạm biệt quý bà anh chị em tại đây. Chúc quý bà anh chị em một ngày phước hạnh và bình an, khỏe mạnh bên người thân. Và bây giờ thì xin tạm biệt quý bà anh chị em, và chúng ta sẽ gặp nhau cái video kế tiếp. Xin kính chào quý bà anh chị em. Bye bye. Thank you.